4 vết 4, cơ hội vẫn đang chia đều đến cả hai bên. Video đang là đẹp nha, nhưng lát kê lại rồi. Ôi Tham Minh lại đến chấn sử dụng Tector, nhìn thấy người TP vào rồi, và đó là mạng này. Bạn muốn vào luôn nên là có thể được DX. Và Caron làm cái gì đây? Đây là một tiếng 2v3. Ui, Marco lần rất đẹp vẫn. Bộ eSport anh ta làm rất tốt nhiệm vụ của mình trong bản đồ Ascent. Thời gian không còn lại là nhiều trong phi này. Sẽ ăn flat, đang một tích chảy lên texture đi long, nhưng quan trọng là bãi độc của Marco lại trượt. Foxy này không bị ảo cùng tôi, mọi thứ sẽ thay đổi và Munchkin thở phào nhẹ nhõm phần nào. Foxy này nằm xuống ngay lập tức. Còn bên và khi mà chúng ta nhìn thấy có operator được lên trong tay của texture thì hy vọng gần như là duy nhất của DFM, và đến lúc bay ở mây lao vậy. Còn rất nhiều đồ để bleed trả, còn nết, còn dao, còn flat, còn ảo mộng, rất nhiều thứ nữa. Ôi Deep Rider, một khẩu van đồ, liệu có bắt được ai không? Surprise. Đấy, đang vừa tiến tới không? Đúng quanh cả, đó là Bonebeat. Lightning Fast đang bị spam, đối phương vòng về bi. Làm quá đơn giản bộ và... Việc của tôi tới đây là xong, tôi đi đây. Nhưng anh đã làm gì đâu đến từ Rush. Nhưng Elmimore thì lại đang bò, Elmimore, ôi, đó là tình huống. Anh cho chịu Jemkin. Anh ta đã tới quá gần một tiếng làm bồn, một cái highlight rồi. Jemkin, Jemkin đang bước vào. Ôi, Shorty hết đạn, vẫn là triple kill cho Jemkin. Ý tới không một ai nhìn vị trí của My Freak. Ôi xong rồi, không một ai lộ cả. Và anh Sam Thinh, oh my, quốc xe B đang gặp khó rồi. Từ từ nhé, được chưa? Đà vai đây, không đoán được. Đôi khi tôi chỉ ước rằng Sunset cũng có những cái cổng dịch chuyển như bản đồ thi đấu bay để giúp cho có thể đi bên phía My Freak họ. Và có Jeremy ở đây, chỉ cần một tín hiệu mà thôi, săn là đẹp, không đẹp. Ta có nhìn nhưng không đáng kể. NDG sẽ bắt bài được tình huống dịch chuyển này thôi, nhưng đơ vào tính hai người và bò cụm đang móc đến nơi. Và bò cụm không ai tránh là bò cụm cả được trả ra, nhưng đây là khẩu tên lửa của mây. Mây vô ngắm xạ quỷ sẽ được ban về, và đó là tình huống bật bên cai cô đồng 10 HP đến từ bên cai, và anh ta đã bị khóa tay rồi. Sao em tiên anh chỗ ngoài kèm xin spot, đó là quả flash, đó là một bất lợi cực kỳ lớn. Các bạn phải tạo ra được những sự đột biến. Nhưng DFM chưa có điều đó trong layout của mình. Và bây thì còn đang tìm cách để phá được cái bẫy. Kể quá siêu quý cũng không nhận được spy. Ba cái đầu. Cút ba đầu. Anh Hopper kill cho Lightning Fast. Một tường để giữ mạng mình. Dựng người đồng đội dậy luôn. Bên phía đội hình Glow Esports có 4. Và giờ thì là 3. Giờ thì là 2 người. Đừng gọi anh dậy. Và Dova chỉ có thể đổi được một mạng mà thôi. Đây vẫn là tình huống có lợi dành cho các thành viên bên phía của GE, ngoại trừ cái quả flash. Về Breaks vẫn chưa buông bỏ cái chấp niệm với khu vực B main. Top 3 người bắn off mà tôi tin tưởng. Top 1 Bonvi. Ôi, nhìn cái tốc độ kìa. Mê cái tốc độ mà Bonvi phải có off của mình. Trời đất ơi, rồi. Ôi, Nobita. Ôi, trời. Quan trọng My Freak sẽ gặp nguy hiểm ở khu vực mid nha. Chưa tìm ra được something thì sớm thôi. Love the reps. I'm not gonna lie, Tenz is crushing this game. The rest of the team calling the cancel. Hello. Uh-oh. Surprise. Artsin! So flanks pushing out on defense is good. Well, dog as well, seeking to really just pop in and clear this one. Hello. Don't let it light delivery, little bro. Looking to take any space that he can, and he's gonna have a walk through lava to get it. He's tucked and well, hearing that sound. No way! Such over the top! He's gonna get knifed, isn't he? On every single site, that's a great ult. Lurk kill is being caught. Apoc just going walkabout into mid Kesnit. Take on crowd here. Up close, not gonna connect. But again, he considers going in. A shorty dashes into his lap. Dart scans both players, and that omen flash will hit everybody. Try and take the fights towards, and this time there's that raw gun play. Yeah. Whoa, he's right behind him directly, missing! That of Breeze, same with Jorgamo. And it's that shock dart at the beginning that allows Apoth to do that. Thought the shot was good there from Kesnit. Oh my! Yellow challenge on the back of the flash. It's not great. It's caught CNED, and he's blinded up by the dizzy. You know, as soon as he shows this operator, there's gonna be a second player swinging onto this. B though, it's stacked up. Martin on his way through. Good. Aftershock will have to put Minibu in a different position. How does this one work out? BBL again. Gonna try and isolate on the site. See how Boaster handles this. He looks for the second line. He finds the tank tripping. Oh dear.
And now here comes the burst, but it's gonna be Nats and Enzo here. Oh god. Stay to this!